even get some calls. Ba su sdai nea tngor khnie thngai ni yeung chuop khnie chmuoy nang video thmey muoy tiet dae tae tong chmuoy nang ka upgrade te leu desktop robos khnyom. Ba desktop robos khnyom keu spek pi mon keu yeung phro AMD Ryzen chnuan ti 1 1600X. Tae lae khnyom nang mau pdo vie te prae chmuoy Intel veng dambei oy test han ta Intel chmuoy AMD pat prae khnie bae mai. Hai pei ni khnyom nang pdo muoy tiet keu tae tong chmuoy nang liquid cooler. Mình đây thay nhóm prao chỉ mỗi bộ Intel cho nó tìm qua lấy của ta à nắng sẽ đi chạy thế nhóm xóa chẳng nhóm vô viên mà prao prao cư chân phân xuân khề bài mà đã bỏ nhóm nâng prao prao chỉ mỗi Maxima bằng 4 áp hình ní cái hai thật đạch mà đã bỏ đấy nơi cho nó muốn đời xa là nhóm xóa tức nhóm prao chẳng mình bèn tha à nắng viên thẩm thở lấy thế của ta mà đã bỏ đã ai overclock bán khăn anh vậy ba tha chỉ ma là bỏ đây là ó cứ buộc maxima này nhập hình như này đây cho nó ăn tìm phần hay là vậy để nhóm plasma đồ muối tiền nó cứ dạ nhóm nhằng mà pra ta lên liquid cooler muối đại miền chmua tha ora flow ấy bây giờ sai sập đại viên miền ora xin chỉ mùi khang ma là bỏ esu msi có miền hay chỉ mùi nằng chi có bài ma là bỏ có miền chẳng sẽ mẹ phơi đấy cứ viên đồ po ta ma là bỏ tam đồng cứ viên ora xin hai brand này cứ chỉ brand là bay muối đại viên miền cây chmu bò sợi lấy nơi cài bật tem tên cứ tập hết ID cooling đại viên cất tới tha bật chết khăng à của tha liquid cooler bởi dương mơ tơ lơ tìm xa sọc mai dương cứ tầng hào pi tầm lái cứ bảy sấp bằng bốn đô la số tha ai tinh bàn ọt nhóm chưa chạy tha này đang ngọt nè và hai chỉ tơ hồ mơ liquid đại miền tầng hào pi chẳng hai miền function đồ phơi ta tam ma đập bọt đại bay và phơi là bay bay là sọc mai dương miến đôi chỉ chi bay ở mẹ sái được cái su cứ một bà hồ khăng á bà sang tha hồ ớt ba này hai bà sân chia liquid đại miên brand name đại là bay chmu hả ní anh vậy ban tha thẩm mê điểm khá nè cứ viêm mình là bay na na đôi ở phụ một phơi khô xia được cái anh sẽ ấy thì tế tai bệnh dây hưởng performance vẫn cứ ai cả tua vô bán hay chỉ mùi nắng lôi dương nắng cứ xả xong chẳng dương là màu mơ tẹt tôn chỉ mùi nằng ca bia rồi gọi dương tầm láng nơi con ông video này ta tam đa là ngọt này it's time to upgrade ป่ะอกุลគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយបើសិនជាចង់ឆែករកនៅអវ៉ាន់រាប់ពាន់មុខសូមចូលទៅកាន់ website www.vtech-computer.com ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលនៅក្នុង Facebook page ពួកយើងនឹង post ជារៀងរាល់ថ្ងៃ tiền YouTube bản thân chỉ control ai cho tới subscribe nên không YouTube cứ VTech Gaming Center TV. Ok, còn sản phẩm các tam đán chụp kia là video cày tiếp. Sớm ok.